Xin chào anh em nha. Hôm nay mình về được mấy cặp câm đùm niền hàng tháo xe của Futurelet 125 nha anh em. Thì đợt này là về câm đùm niền đẻ này mình về chỉ được có 4 cặp thôi nha anh em. Loại này hổng kệ là nó đang hút hàng nha anh em, không có hàng luôn. Chỉ có 4 cặp thôi. 4 cặp duy nhất thì anh em nào bữa hổng có dặn mình á thì bây giờ cần xài lại thì cứ việc alo trực tiếp lại cho mình nha. Tại vì hổng kệ là không có hàng, bởi vậy mình không có hứa là khi nào có điện lại cho anh em. Tại vì nó không có hàng nha anh em, tại nhà mà tại mấy cái head bây giờ nó không có chịu tháo đó, bánh căm ra nữa nha anh em. Người ta thích trở lại chịu chuộng lại đi bánh căm, người ta không chịu tháo ra đó. Bánh căm đẻ Futurelet đợt này là về không có bi nha anh em, không có bi, không có bạc đạn. Thì cái loại này á mình bán cho anh em cái giá là 1.250.000 bao ship nha, không bi 1.250.000 và bao ship cho anh em. Thì cái hàng này á bên mình bán thì anh em nào chưa mua hàng thì cọc cho mình 100.000, còn mua hàng rồi thì mình vẫn ship bình thường cho anh em nha. Rồi bây giờ để mình quay chi tiết cho anh em cặp câm đùm niền hôm nay nha. Đây câm đùm niền Futurelet 125, đây nó là đĩa bằng nha anh em, má nhỏ, niền trước là 1.4, niền sau là 1.6. rồi đây để mình quay rồi mình báo giá cho anh em nha. Thì câm đùm niền này là hàng tháo xe như mới, nó không bi nha anh em, nhưng mà mình bao cho anh em là không lỏng lưng nha, tại vì cái này tháo mới là không bao giờ bị lỏng lưng nha anh em. Câm như mới nè, niền như mới luôn đó, chưa qua sử dụng nha anh em. Tại vì tại hát người ta lên mâm kiểu anh em, mâm mà dạng mâm CNC rồi mâm kiểu anh em, giờ anh em thấy là mấy mâm đỏ đỏ vàng vàng đó đó, người ta lên rồi người ta tháo ra nên mới có cái giá tốt vậy nha anh em. Đó, mâm câm đùm niền viên 1.4 1.6, đĩa bằng Futurelet 125, nút sơn viên đó, câm đẹp 1.4 Goshi nha anh em, Goshi 1.4 nè, chỉ Goshi 1.4. nói chung là cái này là bao cho anh em là còn sạch đẹp nha, không lỗi lầm gì hết, không quẩn. Rồi tới cái bánh sao, bánh sao thì y như mới nè nha anh em, đát 2023 nè. Đó, cái này đắt mới không nha anh em, 2023 nè. Đầm nước sơn zin. Cầm zin. Niền zin mới luôn. Niền này là 1.6 nha anh em. Goshi 1.6. Thì cái này hổm gài là nó hút hàng nha anh em, không có hàng luôn. Nhiều anh em điện hỏi là không có hàng luôn nha. Mình cũng điện tại nhà tại hết mà nó cũng không có hàng, nó không chịu tháo cho mình luôn. Goshi 1.4 1.6, y như mới nha anh em. Thì mấy này mình bán rất là nhiều rồi, bảo đảm cho anh em là y như mới nha, quá đẹp luôn, hàng là bao như mới, bao cho anh em là đúng hàng zin nha. Rồi thì cái cặp câm đùm này mình bán, câm đẻ này mình bán cho anh em với giá là 1.250.000 bao ship nha. Đó, y như trên clip mình quay nè, câm niền đùm, bánh trước bánh sau không bi, bán cho anh em với giá là 1.250.000 bao ship. Còn anh em nào muốn mua thêm cái má này, má zin mới nè, má zin mới nha anh em, thì mình bán cho anh em 200.000 cái má zin mới. Rồi tới cái đĩa này cũng đĩa zin luôn, đĩa zin Futurelet luôn nha anh em. Đó, thì 200.000 nữa đó, anh em nào mua thì cứ mua món nào thì cộng tiền cho món đó, 200 đĩa, 200 má, 200 cộng chung cặp bánh nữa. Thì anh em nào mà muốn mua cái đĩa không cũng được, muốn mua cái má không cũng được, tùy theo mình. Ở nhà mình còn cái đĩa thì mình không cần mua đĩa, còn má thì không cần má. Còn anh em nào mà về mình lấy cái ống chỉ với bạc đạn xe cũ mình đóng qua nha anh em, vẫn xài chung bình thường nha. Đĩa bạc đạn bánh cũ là mình đóng qua xài chung bình thường đó, không có gì hết, xài chung. Mình về chỉ được 4 cặp nha anh em, 4 cặp duy nhất, quá đẹp luôn. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em nào có xem được video thì nhớ cho đăng ký kênh, nhấn vô cái chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.